Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Đại thảm họa siêu vòi rồng Bạch Tuộc số 2 lao nhanh như một tia chớp lên tới vận tốc 60 km/h, đe dọa trực tiếp tới an nguy của con đập Tam Hiệp, khiến hàng trăm triệu người dân của Trung Quốc chạy tán loạn lên khu vực Vạn Lý Trường Thành để trú ẩn. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tình hình lũ lụt, động đất, sạt lở ở nước này vẫn căng như dây đàn. Khi hôm qua, siêu vòi rồng mang tên Bạch Tuộc số 2 di chuyển với một vận tốc khá nhanh lên tới 60 km/h và tâm điểm của nó là hướng đúng vào 4 nơi được cho là quan trọng bậc nhất của Trung Quốc, đó là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tỉnh Tứ Xuyên và con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết những nơi mà siêu vòi rồng trên đi qua đều bị thiệt hại vô cùng nặng nề, nhiều nơi đã bị nó càn quét trở nên tan hoang và thê thảm. Tờ báo của Trung Quốc còn chụp được những hình ảnh qua vệ tinh cho thấy vòi rồng Bạch Tuộc số 2 đã cuốn trôi 180 ngôi nhà, 2098 xe ô tô và xe buýt, đánh sập một nhà ga, cuốn bay rất nhiều biển hiệu quảng cáo, làm tan nát một khu công nghiệp, làm nứt vỡ một đoạn đê thuộc nhánh sông Trường Giang, khiến cho hơn 400 triệu người dân ở các thành phố như Vũ Hán, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Đông, Quảng Tây, Sơn Đông và thành phố Tứ Xuyên chạy tán loạn về đỉnh núi cao để trú ẩn. 2/3 trong số đó đã chạy lên điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Vạn Lý Trường Thành để lánh nạn. Một số thì chạy về những miền quê xa xôi, số còn lại phải lên tận vùng Mông Cổ. Thiệt hại ban đầu do siêu vòi rồng Bạch Tuộc số 2 gây ra ước tính lên tới 4,5 tỷ đô la Mỹ. Hiện giới chức của Bắc Kinh đang rất bối rối. Họ không hiểu vì sao 43 ngày đêm vừa qua, nước họ lại luôn hứng chịu sự nổi dậy của thiên nhiên, của đất và của trời. Theo ông Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc, ông Chen Long cho biết đây là hiện tượng dĩ nhiên rất bất thường, lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc gần 1.000 năm trở lại đây. Ông Giám đốc Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc còn nói tiếp, Bắc Kinh không hề ghi nhận hiện tượng nào cực đoan và nguy hiểm như năm nay. Phải nói rằng mấy năm nay là những năm định mệnh của Trung Quốc. Bắc Kinh đã phải trải qua nỗi đau thấu xương do dịch bệnh COVID-19 tàn phá, thì năm nay mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần, bão tố, phong ba mịt mờ đang ập liên tục tới Trung Quốc. Vào hôm qua, vòi rồng Bạch Tuộc số 2 lại tiếp tục càn quét. Bắc Kinh liên tục trong một tháng vừa qua, không ngừng nghỉ, lũ lụt, dông lốc, liên tiếp dội lên đầu của Trung Quốc, làm cho nền kinh tế của nước này đã thiệt hại nặng nề, nay lại bị lụi tàn theo thời gian. Nhiều ý kiến cho rằng nếu đà này tiếp tục xảy ra, khả năng người đứng đầu của chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình sẽ phải từ chức vì những áp lực trong suốt thời gian vừa qua. Như thù trong giặc ngoài, các thế lực thù địch luôn muốn nhòm ngó đánh chiếm Trung Quốc, cộng thêm thiên tai dịch bệnh hoành hành làm cho người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc mất ngủ triền miên, tóc mỗi ngày một bạc thêm. Về khả năng ông ta sẽ từ chức là rất có thể. Ông Tập được cho là sẽ gửi lời xin lỗi sâu sắc tới hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc đại lục. Đồng thời, ông cũng kêu gọi lời xin lỗi tới các nước trong khu vực ở Biển Đông. Xin lỗi tới cộng đồng quốc tế, nhất là Ấn Độ và Mỹ, vì trong thời gian vừa qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc đã làm những điều trái với luân thường đạo lý, làm cho người dân của Trung Quốc phải khổ sở, sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Dù lũ lụt hạn hán, nhưng ông vẫn không từ bỏ tham vọng xâm chiếm Biển Đông và xâm chiếm lãnh thổ của các nước. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà Trung Quốc đã đánh mất hết lòng tin với cả thế giới. Các nhà phân tích cho rằng giờ Trung Quốc là một trong những nước lớn mạnh nhất trên thế giới. Nhưng giờ đây, trong mắt cộng đồng thế giới, Trung Quốc chỉ là một nước chuyên đi ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ, ăn cắp bản quyền, chuyên đi gây gổ, gây hấn, đánh nhau nhằm xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước, nhất là khu vực Biển Đông, Biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan. Ngay tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi, thắc mắc rằng tại sao nhiều nước trên thế giới ghét bỏ Trung Quốc và quay lưng lại với Bắc Kinh đến như vậy. Xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Ở đây là do những đường lối sai trái và những chỉ đạo sai lầm của ông Tập mà ra. Chính quyền của ông Tập đã đem quân đội của Bắc Kinh đi gây chiến với hầu hết các nước trong khu vực xung quanh mình. Và khi hạn hán, lũ lụt, động đất, sóng thần xảy ra trong suốt hơn một tháng qua, không một ai trong một nước nào ra tay giúp đỡ Trung Quốc, họ đều quay lưng lại với cả Bắc Kinh. Hiện tại chỉ có một nước duy nhất trên thế giới kề vai sát cánh với cả Trung Quốc, đó chính là Campuchia.
người ta cho rằng Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen và ông Tập Cận Bình được cho là rất thân thiết với nhau. Đây chính là một lý do vì sao mà trong một bài phát biểu ở thủ đô Bắc Kinh, ông Tập đã nhấn mạnh rằng Campuchia là một trong những nước thân cận tuyệt đối đối với Trung Quốc và Trung Quốc sẵn sàng bảo vệ Campuchia trên tất cả các lĩnh vực và trên tất cả các mặt trận. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hiện tại Trung Quốc đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách đối với cả mẹ thiên nhiên. Trong những ngày vừa qua, liên tục có mưa to, mưa rất to, gió giật mạnh liên tục ập xuống đầu của phía Trung Quốc, làm cho ngập lụt xảy ra ở khắp mọi nơi. Có những nơi trũng lên tới 3-4 mét, có những nơi ngập sâu lên tới 9-10 mét. Những ngôi nhà xây 5-7 tầng bây giờ chỉ còn nhìn thấy nóc nhà mà thôi. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình bỏ mặc nhân dân, không quan tâm tới cái việc hạn hán lũ lụt kể trên. Ông ta vẫn nhăm nhe đem quân đội của mình đi khiêu khích, gây chiến với các nước trong khu vực và trên thế giới. Không một ai dám đối đầu với Trung Quốc ngoài nước Mỹ, tuy nhiên chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden cũng đã chưa từng trị được tận gốc phía Bắc Kinh. Chính vì vậy mà các nhà phân tích cho rằng trời đất và mẹ thiên nhiên đã trút cơn giận dữ để trừng phạt Trung Quốc một cách thích đáng. Và đó chính là nhân quả báo ứng và hoàn toàn chính xác ở một thế giới công bằng như ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hầu hết cộng đồng trên toàn thế giới những ngày vừa qua đều rất thông cảm cho người dân của Trung Quốc đại lục bởi vì họ là những người dân vô tội, họ không đáng bị trừng phạt. Người cần được trừng trị ở đây là ông Tập Cận Bình, người đứng đầu chính phủ Bắc Kinh, luôn muốn đưa Trung Quốc lên ngôi đế vương thế giới vượt qua Mỹ và Nga. Chính vì thế mà ông ta đã bất chấp tất cả, ông chỉ cúi đầu khuất phục trước mẹ thiên nhiên, trước Đức Chúa Trời mà thôi. Và trên con đường danh lợi, ông có tham vọng, luôn muốn đưa Trung Quốc đại lục xoán ngôi vương của thế giới. Ông ta đã quá nóng vội và mắc quá nhiều sai lầm. Vì thế mà bây giờ thiên nhiên đã ra tay trừng trị Trung Quốc và đây chính là bài học sâu sắc cho chính quyền của ông Tập. Hy vọng sau đợt trừng phạt của mẹ thiên nhiên này, Trung Quốc sẽ nhìn nhận lại những tội lỗi sai trái của mình. Và trong tương lai, chính quyền của ông Tập hy vọng là sẽ đối tốt với người dân của mình, cũng như không đi gây hấn với các nước láng giềng xung quanh mình, đặc biệt là không đi xâm chiếm Biển Đông. Và chỉ có như vậy, Trung Quốc mới được sống trong yên bình. Còn nếu không, trời đất và mẹ thiên nhiên sẽ tiếp tục nổi giận và sẽ đánh sập con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Khi đó Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ và chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ không bao giờ tồn tại trên thế giới này nữa. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất hay mà hôm qua, tờ báo Tokyo của Nhật Bản đưa tin về thành phố Vũ Hán trong thời gian vừa qua với tiêu đề thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong 3 tháng vừa qua gặp rất nhiều những cái đen đủi khi dịch bệnh chưa qua lũ lụt đã đến, người dân thì oằn mình chịu đựng. Tờ báo Nhật Bản mô tả chi tiết như sau, năm nay là một trong những năm vô cùng khó khăn, đen đủi và khắc nghiệt tàn khốc đối với người dân Trung Quốc. Khi dịch bệnh COVID-19 chưa qua thì lũ lụt hạn hán, sóng thần, động đất đã ập đến. Thành phố Vũ Hán, miền trung của Trung Quốc được biết đến trong vài ngày vừa qua đã hứng chịu những trận mưa lớn, mưa rất lớn. Mưa như chút nước xuống thành phố này đã khiến cuộc sống của người dân vô cùng vất vả. Họ đang phải chống chọi lại với đại dịch COVID-19 mà lại còn phải hứng chịu cảnh lũ lụt. Người dân sống trong cơ cực, sống trong cảnh màn trời chiếu đất lầm than, nhà cửa tan hoang và luôn trong tình trạng lo sợ. Trong những ngày vừa qua, lượng mưa tối đa vượt 250mm đã khiến nhiều đoạn đường bị ngập và mực nước đã vượt cảnh báo. Một số nơi mưa lớn được cho là dự báo tiếp diễn trong những ngày tới. Vì thế, tình hình thành phố Vũ Hán đang rất là khổ sở. Trước tình hình căng thẳng như vậy, cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán ở thành phố này buộc phải phát ra một thông báo khẩn cấp, nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 2 lên mức độ cao nhất trong mực nước lũ. Về phía địa phương, thì thị trưởng của thành phố Vũ Hán, ông Chu Tiên Lượng đã cam kết rằng công tác phòng chống lũ lụt sẽ không ảnh hưởng bởi sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 vì đây không phải là lần đầu tiên thành phố này rơi vào tình cảnh này. Năm 1998, trận lũ lụt lịch sử cũng đã xảy ra trên lưu vực sông Trường Giang, khiến thành phố bị ảnh hưởng nặng nề. Dù cam kết công tác phòng chống lũ lụt không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng chính quyền địa phương vẫn có rất nhiều điều trăn trở. Cụ thể, thành phố miền trung của Trung Quốc này là nơi khởi phát dịch COVID-19 vào cuối năm 2019 và là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch ở Trung Quốc. Lũ lụt diễn ra sau đại dịch khiến giới chức của nước này lo ngại. Vấn đề khắc phục kinh tế ở thành phố Vũ Hán sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Về tình hình chung, tờ báo của Nhật Bản viết rằng mưa lớn, lũ lụt, động đất, sóng thần đã ảnh hưởng trực tiếp tới 500 triệu người dân của Trung Quốc, tàn phá một phần lớn đất nước và gây thiệt hại kinh tế.
ước tính khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ, một con số được cho là khá cao và không có một chuyên gia nào có thể ngờ tới được. Trong những tháng vừa qua, những đen đủi luôn luôn bủa vây thành phố Vũ Hán nói riêng và Trung Quốc đại lục nói chung. Tuy nhiên, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương của Trung Quốc cho biết, những trận mưa lớn trong một vài tuần tới, đặc biệt là nửa cuối tháng này, vẫn tiếp tục diễn ra một cách dày đặc. Điều này sẽ rất là nguy hiểm bởi vì lũ lụt ở thượng nguồn con đập Tam Hiệp cũng như con sông Dương Tử sẽ tiếp tục đổ về các thành phố và tỉnh phía nam của Trung Quốc. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!